Thị trấn Ingham thuộc North Queensland của Úc mới đây đã bị hàng ngàn con rơi xâm chiếm. Chúng bay lượn thành vòng tròn trên bầu trời, tạo ra một cơn lốc rơi. Điều này khiến cho cư dân trong vùng cực kỳ hoảng sợ. Nhiều người không dám đi ra ngoài, trẻ con không được đến trường và thậm chí có người còn chọn cách đi di tản. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy 300.000 con rơi bay dập trời khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Cơn lốc rơi này nghiêm trọng tới nỗi trực thăng cứu thương của địa phương cũng bất lực không thể bay nổi. Thị trưởng Raymond Taylor trả lời câu hỏi của A Current Affair: "Trông giống như mỗi con rơi ở Úc đều đang có mặt tại Ingham lúc này. Ở đây có 4 loại khác nhau và vì chúng đều còn bé nên rất khó để bắt mỗi khi chúng tôi tiếp cận." Thị trưởng thị trấn này phàn nàn rằng mùi hôi thối trong không khí khi những con rơi này bay trên bầu trời khiến người dân không thể chịu đựng được, thậm chí cản luôn cả máy bay trực thăng đang đáp xuống bệnh viện gần đó. Amanda, người làm việc trong khu bảo tồn động vật hoang dã Queensland cho rằng sóng nhiệt trên các khu vực đã giết chết hàng trăm con rơi vào cuối tuần qua. Cô nói thêm rằng vấn đề về rơi dự kiến sẽ được giải quyết vào tháng 4 tới đây, khi đó khoảng một nửa số rơi sẽ di chuyển ra khỏi khu vực này. Hiện tại, ngành du lịch của địa phương đã bị thiệt hại nghiêm trọng khi lũ rơi đổ bộ vào thị trấn. Bên cạnh đó, những cái cây xung quanh một trường tiểu học đã bị phủ kín bởi đàn rơi treo ngược, điều khiến rất nhiều phụ huynh lo sợ và không dám đưa con của họ đến trường. Rơi được xem là một trong những con vật có nhiều virus nhất, nhưng lại có sức chịu đựng mạnh mẽ đối với hầu hết các loại virus. Bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn con rơi trên bầu trời, quả là khiến cho ai nấy phải lo sợ, đặc biệt là giữa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành. Nếu bạn còn đang lo sợ bởi đàn rơi ở Úc thì chúng ta sẽ cùng đến với một tin tức vui hơn một chút nha. Vào ngày 1 tháng 1, tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi đã xảy ra một sự việc hy hữu. Một con khỉ đầu chó đã bế một con sư tử nhỏ lên trên cây cao, cảnh tượng hệt như một trong cảnh phim huyền thoại trong Vua Sư Tử. Những hình ảnh này đã được giám đốc điều hành tour Cross Safari Kurt Skoon ghi lại. Khi Skoon đi ngang một đàn khỉ đầu chó, anh để ý chúng có vẻ đang rất phấn khích. Đoàn của anh lúc đó cũng đang quan sát lũ khỉ và nhận ra có bóng dáng của một con sư tử con ở trong đó. Quan sát kỹ hơn, họ phát hiện con sư tử đang được khỉ bế. Ban đầu tất cả đều tưởng con sư tử đã chết, nhưng khi con khỉ đầu chó băng qua đường, trèo lên cây và bắt đầu chải chuốt con vật thì lúc đó mọi người mới biết con sư tử con còn sống. Theo IFL Science, khỉ đầu chó là thành viên của họ linh trưởng lớn nhất, thuộc họ khỉ cựu thế giới Old World Monkeys, và chúng đều rất to khỏe. Khỉ đầu chó có thể rất hung hăng khi bảo vệ lãnh thổ của mình. Có nhiều lần chúng đã tiêu diệt con non báo sư tử, thế nên hành vi này của chúng thật là khác thường. Tuy nhiên, nếu như quan sát kỹ hơn thì có thể thấy con sư tử con đang khá mệt mỏi, có thể đã gặp chấn thương ở bên trong. Xa sư tử mẹ, con non có thể sẽ bị đói, khát, thậm chí là bị thương, cùng với cơ hội rất nhỏ nhoi được cứu khi bị bắt đi. Skoon tuy rất buồn khi chứng kiến sự việc này, nhưng ông đã phải thừa nhận rằng tự nhiên hoạt động theo cách riêng của nó, chúng ta không thể can thiệp được. Việc của chúng ta là giữ cho Kruger yên vị như vậy.